Minh Thiện và Quỳnh Loan kính chào quý khán giả đang theo dõi nhịp sống kỳ mới của Đài Phát thanh thuộc kênh Hậu Giang. Kính chúc quý vị kỳ mới tràn đầy năng lượng, sức khỏe và mọi việc thuận lợi. Thưa quý khán giả, đại hội đua ghe ngò là hoạt động thể thao thể hiện tính cộng đồng và có ý nghĩa văn hóa tâm linh đặc biệt với đồng bào Khmer. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải đua ghe ngò Sóc Trăng lần thứ 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 bế mạc và trao giải vào tối qua. Kết quả chung cuộc ở nội dung nam, đội Quách Bích ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vô địch, phần thưởng là 200 triệu đồng. Đội Bông Tuyết Chắc của huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng về nhì, trước phần thưởng là 150 triệu đồng. Giải ba với phần thưởng 100 triệu đồng thuộc về đội Chùa Ông Kho, cũng là của huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ở nội dung nữ, đội Prechi của thị xã Ca Năm, tỉnh Sóc Trăng vô địch, phần thưởng là 150 triệu đồng. Đội Tum Núp của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng về nhì với phần thưởng 100 triệu đồng. Đội Cro Dung của tỉnh Kiên Giang giành giải ba, phần thưởng là 80 triệu đồng. Giải đấu năm nay quy tụ 54 đội đến từ các tỉnh thành có đông đồng bào Khmer, vùng đồng bằng sông Cửu Long và đội chủ nhà Sóc Trăng. Trong đó có 9 đội ghe ngò nữ và 45 đội nam tham gia tranh tài. Đua ghe ngò ngày nay trở thành ngày hội chung của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, làm cho mối quan hệ cộng đồng của các dân tộc người ở miền Tây Nam Bộ ngày càng gắn kết. Đồng bào Khmer Sóc Trăng tổ chức lễ hội đua ghe ngò như một phong tục tốt đẹp, một ngày hội lớn để mọi người vui chơi, tranh đua tài nghệ, sức mạnh cho nhau, trở thành nét đặc trưng văn hóa của vùng sông nước miền Tây. Nhịp sống ngày mới sáng nay còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác. Trước khi đến với những thông tin vừa điểm qua, chúng tôi cập nhật những nội dung nổi bật có trên các báo. Nội dung trên báo Thanh Niên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex ra văn bản thông báo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội sẽ mở cửa bán hàng 24/24 giờ để phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên thực tế, nhiều cây xăng tại Hà Nội vẫn hết xăng còn dầu. Chiều tối qua, nhiều cây xăng ở thủ đô tiếp tục tái diễn tình cảnh người dân chen chúc xếp hàng chờ mua xăng. Còn báo Pháp Luật thì đưa tin, Bộ Tài chính thông báo về việc tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu. Cụ thể là xăng nền để phối trộn xăng E5-92 là 640 đồng một lít, xăng RON-95 là 1.280 đồng một lít, dầu diesel 730 đồng một lít, dầu quả là 1.740 đồng một lít, dầu mazut là 1.290 đồng một ký. Như vậy, kỳ điều hành tới, các doanh nghiệp sẽ được cập nhật chi phí phát sinh trong giá bán để tháo gỡ khó khăn. Trên báo Vietnamnet thì có bài đăng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong nước. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường, quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan đến xăng dầu, không để xảy ra trục lợi, buôn lậu, vi phạm pháp luật, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vừa rồi là các thông tin nổi bật trên các báo. Còn bây giờ, chị Quỳnh Loan sẽ chuyển đến quý khán giả những tin nóng vừa cập nhật. Thưa quý khán giả, bỗng nghe tiếng nổ lớn cùng với cột khói bốc lên cao. Chỉ trong tích tắc thì ngọn lửa ngùn ngụt làm cho người dân không kịp trở tay. Tối qua thì thêm một vụ cháy xảy ra ở đường Hưng Phú, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người một phen hoảng vía. Khi người dân đến nơi thì phát hiện một căn nhà trong dãy nhà liền kề tại địa chỉ 111/3 Hưng Phú đang cháy nên cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 8 điều 4 xe cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Sau 30 phút dùng vòi rồng dập lửa từ chiều hướng, đám cháy được dập tắt. Vụ việc làm nhiều tài sản bị thiêu rụi, nhiều nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng. Thưa quý khán giả, còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Thời điểm này, nhiều nhà vườn tại thủ phủ mai Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hối hả việc chăm sóc mai. Điều này được ví như chạy đà để có được mùa mai tốt. Theo nhiều nhà vườn, đây là giai đoạn quyết định để dưỡng cây phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán, nên việc cắt tỉa chăm bón mai đúng kỹ thuật
Điều đáng mừng là dù thời tiết bất lợi nhưng tỷ lệ mai nở sớm ít hơn hẳn các năm trước. Chất lượng nụ mai khá tốt nên người trồng phấn khởi. Thống kê mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh ước tính diện tích hoa cây kiểng trên địa bàn đạt gần 2.500 ha, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó hoa mai 810 ha, tăng mạnh so với các năm trước. Chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, các nghệ nhân thiết kế nhiều sản phẩm độc đáo tung ra thị trường. Những năm gần đây, các sản phẩm quà tặng giác vàng tạo được sức hút lớn, thu hút nhiều khách hàng. Nắm bắt xu hướng này, hàng loạt mẫu tượng mèo đang được gấp rút sản xuất, phục vụ thị trường tại Hà Nội với giá từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng tùy kích cỡ. Anh Lã Huy Sĩ, chủ xưởng chế tác ở Hà Nội cho biết, để tạo nên sản phẩm mèo giác vàng, nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn và đều làm thủ công. Sau khi thành hình, tác phẩm được chuyển tới thợ có tay nghề cao thực hiện giác vàng 24K. Những lá vàng siêu mỏng được tỉ mỉ phủ lên tượng mèo và đánh bóng để hoàn thiện tác phẩm hoàn chỉnh. Ngoài tiêu chí thẩm mỹ, mỗi sản phẩm còn chứa đựng thông điệp ý nghĩa, tinh tế và sâu sắc. Theo đó, tượng mèo An Viên có dáng vẻ tĩnh tại, an lạc, bình thản nhìn cuộc sống với mong muốn một năm mới bình an, viên mãn, tròn đầy sung túc. Tác phẩm mèo An Phượng có dáng vẻ thư giãn, đầy hưởng thụ, thể hiện sự sung túc, vượng khí, mong muốn một năm bình an, tĩnh tại với cuộc sống bộn bề đầy biến động.